Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những cái giá lúa mới nhất nha anh chị. Và anh chị cũng có thể là bình luận cái giá lúa ở tỉnh anh chị lên để cái video sau á, thì em cũng có thể là cập nhật cho những cái bà con mà lân cận anh chị á, cũng có thể là nắm được ha. Cho lái của mình á, nó không có ép giá. Tại vì bữa giờ anh chị thì em cũng đang là phốt mấy ông lái ở Tây Ninh nha anh chị ha. Lại mấy ông ép giá quá. Lúa của người ta hiện tại bây giờ là từ 8.000 trở lên nha anh chị ha, mà mấy ổng trả chỉ có 7.000 mấy à, thậm chí là 6.000 mấy luôn. Thành ra là bây giờ em cũng đang tập trung em phốt mấy ông Tây Ninh nha anh chị ha, đặng cho cái giá lúa nó nâng lên chút xíu. Tại vì em thấy tỉnh này qua tỉnh kia, đặc biệt là tỉnh Trà Vinh nha anh chị ha, là giá lúa của mình nó khá là ok luôn á. Từ 8.000 ăn lên không nha anh chị. Rồi thậm chí Tiền Giang ở chỗ em cũng vậy, giá lúa nó cũng rất là ok. Rồi tiếp tục em sẽ vào cái nội dung nha. Thì một bạn tên là Quốc Khánh ha, ảnh này ảnh ở là Kế Sách Sóc Trăng, ảnh cập nhật là cái lúa là OM34 hiện tại là giá là 7.700 ha. Và một bạn là User 5C nè, bạn này bạn hỏi mình á là cái giá lúa gà ở Đồng Nai á thì bây giờ nó được bao nhiêu như một ký. Thì bữa giờ em cập nhật cái giống lúa gà là cái lúa 202 nha anh chị ha, là nó được là 8.100 một ký nha anh chị ha, ở khu vực là Kiên Giang á. Còn ở Đồng Nai thì em chưa có cập nhật được. Thì những anh chị nào mà ở Đồng Nai thì có thể là cập nhật lên giúp em ha, để video sau em có thể là đọc được. Rồi tiếp tục là bạn Thanh Tâm Trường 2070 ha, là anh này anh ở là thôn Mỹ Xuyên Sóc Trăng. Bạn này bạn cập nhật cái giá lúa là Đại Thơm 8 ha, là chỉ có 7.900 à. 7.900 thì cũng tương đối là được nha anh ha, nói chung là cũng được. Rồi tiếp tục là một bạn là Nhung Trinh 5905 nè, bạn cập nhật cái giống lúa là Đài Thơm 8 ở Tân Hưng Long An là 8.000. Rồi tiếp tục một bạn là Trinh Lê 656 ha, cập nhật vào lúc là 12 giờ trước nè, là lúa là DX1 là nay có 7.500 một ký. Rồi tiếp tục là bạn Di Ngô 5559. Rồi bạn này bạn hỏi mình là xin cái số điện thoại của mấy anh lái lúa ở khu vực Bình Sơn. Thì ở đây thì anh chị nào mà ở khu vực Bình Sơn thì có thể là cập nhật cái số điện thoại của lái lúa lên ha, cho anh này anh cập nhật. Rồi tiếp tục là bạn Nhà Nguyễn nè, là lúa là 504 là chỉ có 7.200 thôi, nhưng mà anh không cập nhật là cái khu vực nào. Anh chị cập nhật giá, anh chị nên ghi cái địa phương của anh chị nha. Rồi tiếp tục là bạn User 6G, là bà Tây Ninh, là huyện Châu Thành mới cắt, là được là 7.500. Rồi tiếp tục là một bạn ở Tây Ninh đây. Ở Tây Ninh bạn nói là lúa xay ra rất đẹp nhưng giá thấp hơn các tỉnh khác. Nó thì bởi vậy em qua nay em cũng hay phốt mấy ông lái lắm. Mấy ông nói lúa thì cũng tùy nơi, nhưng mà rõ ràng là lúa Tây Ninh nó rất là đẹp nha anh chị ha. Lúa Tây Ninh nó rất đẹp, đẹp như lúa ở miền Tây thôi. Mà mấy ông trả gì đâu, có 6.600, rồi 6.800, rồi 7.100, 7.200. Anh chị biết tại sao cái khu vực Tây Ninh mà cái giá lúa của mình nó thấp không? Tại vì cái lượng lúa ở Tây Ninh bây giờ nó còn rất là nhiều so với những cái tỉnh khác. Thành ra là lái á, nó đồng lọt, nó mua cùng giá, nó ép người dân của mình. Nếu như là người dân mình không bán á thì nó bỏ luôn, kiểu vậy đó. Bởi vậy dân của mình cũng nên là hợp đồng lại. Ví dụ như mình bán không bán thì mình để mình neo nó vài bữa. Tại vì cũng sẽ có những anh lái người ta cần tìm lúa đặng người ta bán anh chị, chứ không phải ai cũng vậy đâu. Rồi một bạn là Tiền Nguyễn á, là thêm thông tin giá gạo thành phẩm nửa kênh. Thì ở đây á, thì em cập nhật á là từ những cái bình luận của những khán giả bình luận lên. Ví dụ như anh chị mà cập nhật cái giá gạo mà thành phẩm rồi đó, thì anh chị cứ cập nhật lên đi, thì em cái video sau á, thì em sẽ cập nhật lên. Chứ mà anh chị không bình luận lên sao mà em biết được. Em tại vì cái kênh của em á, là cập nhật giá lúa, là không phải là sử dụng một cái app để mà cập nhật, mà ở đây là em cập nhật thực tế từ những anh chị khán giả luôn. Thành ra là nó vậy nha anh chị ha. Rồi một anh user là 1B nè, cho hỏi nè, lúa OM18 ở Long An thì giá làm sao? Thì nãy là OM18 thì có một bạn là cập nhật là 7.700 nha. Rồi em tiếp tục nè, em cập nhật cái lúa là OM380 ha, của một bạn là user 2B nè. Bạn này bạn nói là bạn ở Thoại Sơn, An Giang ha, lúa OM380 là 7.700. Rồi một anh
Ken Ken Trần 77 89 á, anh nói đây là đề tài muôn thở của cuộc đời làm nông. Lúa mà đang thu hoạch đại trà thì nó mất giá, mà lúc mà lúa mà nó lên giá thì dân của mình thì đã hết lúa. Nó kiểu vậy nha anh chị ha. Rồi một bạn là Lê Lâm Thanh nè, 68114 hỏi mình là lúa 202 là bao nhiêu, nãy em cập nhật rồi ha, 8.001 nha, khu vực Kiên Giang. Rồi một bạn là cập nhật lúa Buti gì nè, nhà tôi mới bán hôm qua được 8.650 ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Rồi một bạn ở Châu Thành, Tây Ninh ha, lúa là 3 số 5 là trả là gì đây nè, bạn kia gì 22 kg có 144k à. Dạ cái này thì bạn cập nhật nên rõ ràng nha bạn ha. Ví dụ như bạn cập, ví dụ như lúa 5 số 5 7.500 hay là 7.800 gì một ký thì bạn cập nhật lên đó, thì mình đọc thì cho nó dễ, cho bà con cũng dễ nghe luôn nữa, chứ mà tính dạ thì hơi khó. Rồi bạn tính là 22 kg là 148.000, mình chia ra. Bạn user là 3D nè, để em Tây Ninh, em mới bán ở Tây Ninh được 7.500. Rồi tiếp tục nè, tiếp tục một bạn ở Bình Phước này cập nhật là lúa 5451 chỉ có 6.500 đồng thôi, còn đại thơm 8 là được 7.000. Vậy là bị ép giá dữ luôn nha, khu vực Bình Phước nha. Không biết là khu vực Bình Phước của bạn nó còn lúa nhiều hay không, nhưng mà em thấy là như vậy là cập nhật giá nó hơi thấp đó. Rồi một bạn là user 3S nè, tôi ở ngã năm Sóc Trăng nè, bán lúa là RVT được 8.000 nè, ổn không bạn? Ổn nha, 8.000 là ổn rồi đó, so với những cái tỉnh khác là ổn. Nói chung 8.000 á là cái giá mà cao nhất hiện tại bây giờ là nó lên tới 8.500 rồi. Còn như ở chỗ mình nè, cái cánh đồng nha, thì nó có là cũng cùng khu vực cái huyện của mình luôn, có nơi nó mua 8.000 mấy mà có nơi nó chỉ mua có 8.000 thôi, nó chê lúa xanh gì tùm lum à, nó mua nguyên một cánh đồng như hàng vậy đó, cái này cũng không biết đường nói nữa. Rồi một bạn ở Tam Nông, Đồng Tháp ha, cập nhật lúa OM18 nè, giá là 8.000 nè, mùng 6 này cắt nè. Rồi một bạn user 2G ha, mình ở Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh, là giá OM là 1352 ha, tới 15 tới 25 này chắc, nhưng mà chưa cập nhật được giá thì ở thì tới đó thì mình sẽ cập nhật cho bạn nha. Rồi để em coi ha, một bạn hỏi về nếp ở Long An là giá bao nhiêu. Nếp ở Long An bây giờ là giá là nó từ 7.700 cho đến 8.100 nha, nó tùy tùy vào cái huyện của mình. Rồi anh Tân Thanh hỏi là ở một quá Long An OM 18 á, là giá là 8.250 tới 12 âm lịch này mình cắt. Rồi OM 18 ở Tây Ninh nè là giá chỉ có 7.200 thôi. Mọi người thấy rõ ràng không? Cũng cùng một loại lúa nhưng mà khác tỉnh, cái giá lúa của mình nó chênh lệch nhau tới 1.000 lận. Rất là nặng tay ha. Rồi một bạn user 6G cập nhật nè. Ở Đức Hòa, Long An cũng tùy theo xã, rẻ nhất là ở Khánh Nam, Hòa Khánh Đông, Hữu Thạnh, rồi Hòa Khánh Tây, một khu vực lúa chỉ có 7.000 đến 7.200 là tối đa. Đó thì rồi em cũng hôm nay em cũng cập nhật một số tình hình như vậy cho anh chị cùng nắm ha. Rồi em cập nhật thêm một bạn user 4N nữa là em sẽ ngừng nè. Lúa OM 18 là 8.400 ở Sóc Trăng. Đó. Hôm nay thì em thấy ở Sóc Trăng thì giá lúa của mình ok nha anh chị ha. Những anh ở khu vực Trà Vinh thì năm bữa nay thì em không thấy là cập nhật nữa, nhưng mà thấy khu vực ở Sóc Trăng cập nhật là giá lúa của mình nó tăng ha. Rồi còn Tây Ninh thì giá lúa nó vẫn thấp nha anh chị. Long An thì giá lúa cũng lên, rất ok. Rồi hôm nay cập nhật tới đây thôi nha, em cũng xin được mến chào.